tư vấn anh rất là rõ ràng, đầy đủ các hạng mục trong quá trình bảo dưỡng. Và anh cũng thấy khá là yên tâm, rất là yên tâm khi mình đưa chiếc xe của mình vào đây để bảo dưỡng. Và phòng chờ dành riêng cho hội viên của Hyundai miền Nam rất là sạch sẽ nè, mát mẻ và đầy đủ tiện nghi của nó nha. Và anh thích nhất là cái view, mình có thể bao quát được cái quá trình service của bên Hyundai miền Nam mình chăm chút cho chiếc xe anh một cách tỉ mỉ. Anh sẽ giới thiệu thêm bạn bè, người thân của anh sử dụng Civic tại Hyundai miền Nam. Không những riêng về Civic của mình nữa nha, nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu thêm bạn bè, người thân của mình đến mua xe tại Hyundai miền Nam.